Chào các bác, cô chú, anh chị nhé. Cuối tuần mà, hôm nay cuối tuần được nghỉ chủ nhật đấy. Ngủ nhiều cũng chán mà không có cái cây gì đạo hoặc là làm cái cây gì bứt rứt lắm. Anh em cái cây nào cũng thế thôi. Thì lọ mọ ra vườn này, cắt tỉa mấy cái cây dâu này, dâu tằm. Ngày xưa ăn cái cây kia xong rồi cắt mấy cái cành xong rồi tạ cắm cây nó mọc. Đấy, thì tỉa nó đi. Sau này biết đâu nó lại ra một cây gì đấy ưng ý, cắt cho nó hành hạ sần sùi đi, u cục đi. Đây là một cây nhé. Đó. Đây này, đây một cành nữa, cành này khủng này, cành này khủng hơn này, cành này rất nhiều quả ha. Đây này rất nhiều quả. Cắt đi. Đấy. Vừa cắt đi rồi. Làm sau này làm cái quần quại tự nhiên các bạn. Đây thì đang định tính đào mấy cây này nhưng mà nó chưa ăn thua. Thì cả cái khu vườn rộng này rất là nhiều cây hoang dại, nhất là mẫu đơn các bạn. Mẫu đơn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy lốm đốm khắp nơi là mẫu đơn. Mẫu đơn bụi ấy, nó không có giá trị lắm nhưng mà chơi cũng được đấy các bạn. Ví dụ như cây cây này này. Ví dụ như cây cây này. Đấy, gốc của nó thì rất lâu năm, mọc hoa này. Rất nhiều năm. Và những quả này. Hoa này. Hoa xong có quả chín rụng xuống nó lại mọc lan khắp nơi. Mẫu đơn mọc rất kinh. Đấy. Một dứa hoàng dại. Bây giờ tính là kiếm một cây mẫu đơn nho nhỏ đào để cho lên chậu. Nay trời nó không có tí mưa rồi thì cũng đỡ. Mới hôm trước có nắng thì vỡ mặt thì không chơi được. Mà trước em có đào một cây mẫu đơn mini cho lên chậu thì kỷ niệm một bác rồi. Đấy thì bây giờ để cùng em đi tìm một cây xem như nào các nhé. Đi lượn phía kia thấy rất nhiều. Đi các bác nhé. Vườn nhà mình ấy, nhưng mà kiểu gì chả có cái cây nó hay hay. Ví dụ cây nho nhỏ này này, đào lên cái chậu đẹp đẹp thì hay phết đấy các bác. Vì là nó bé tí là nó đã có hoa rồi. Bằng cái tăm nó đã có hoa rồi. Vòng này nó như vậy. Mình muốn kiếm là cái gốc nào nó quay quái tí. Gốc quay quái tí. Đấy. Nhìn như rực lửa các bác. Đây là cây. Cây rau chua, cây này ăn rất là chua cái lá này. Lá ăn chua lắm thôi. Chua lét. Hồi xưa nè. Hơi buổi đói kém nên nó quýnh chua. Rồi. Đây này các bạn. Quả mẫu đơn nó chín thì nó rụng. Cái này ăn ngọt mà. Ăn được, ăn ngọt. Đây này. Ăn ngọt. Thì gà ăn là những cái nhảy chúng nó ăn. Chim chóc. Rồi, bưởi này. Bới này to vô cùng. Nhưng mà thân nó chỉ có bằng ngón tay rồi là cùng. Có thể to hơn nhưng mà nó rất là nhiều thời gian. Đây bác dọc cái dãy này. Tùm mẫu đơn. Bới biết. Ai chà, cái bới này các bác ơi. Nhìn cái bới này kinh không? Đẹp. Quả này mà làm một cái chậu tàu tròn to mà quánh hai cái búi này hai bên. Thì không đơn giản nữa các bác. Đẹp đấy. Quý phái đấy. Của mũi. Mũi. Đây các bác nhìn thấy không? Cây này nó dại nắng này. Nó lên pink không? Đây. Búi này mà, nhưng búi này muốn đào thì ok nhưng mà phải có cái chậu đẹp cơ các bạn. Đấy. Nhìn này. Có cái chậu đẹp cơ. Sắp tới tính làm hai cái chậu đẹp. Làm hai chậu hai bên. Ui. Đẳng cấp các bác, không cần phải đào to vú lớn gì, mẫu đơn một thân thế kia. Đây này, búi này các bác, búi đơn búi. Đấy. Sau lên mình cứ bó nó lên, nó lên và tỉa nó lùn như này thôi. Đẹp, tán này rất đẹp. Đấy các bác nhìn, tự nhiên nó đã tròn rồi. Đấy,
cây này sẽ đào sau, kiểu gì sẽ đào cây này. Giá mà cái chậu không dù nhặt được mà cho hai khóm này và hai cái chậu thì tuyệt vời đấy. Còn khóm này mới dã man coi, khóm này cũng dã man. Các bác nhìn hoa nó ra dưới đến chết, hoa quả phê không? Này thì cần gì phải gốc gác, chơi hoa cũng vô tư, nhưng mà nó lại nó mọc vào cái xung quanh cái gốc cây keo này, gốc keo rất to ngày xưa chặt đi. Đấy, nó mọc xung quanh và cái quả nó rụng xuống chứ không phải là một gốc đâu, rất nhiều gốc mọc xung quanh đây. Quả của những cái cây đầu tiên nó rụng xuống nó mọc. Đấy. Đấy. Rất là wow. Nhìn thích không? Đây có thể chơi được một khóm này. Đấy, hoa. Hoa rất to. Bác mê mẫu đơn đến em nhé. Kỷ niệm đấy. Vô tư đi. Ở ngoài chợ Văn Phúc một cái cây mẫu đơn nho nhỏ này, đơn bụi thôi, bán phải tầm 100.000 như này. Vậy là mà giống này nó cũng bé đến đâu thì bé nó cũng có hoa. Đấy, rất đẹp. Đấy, chơi hoa rất đẹp. Đấy, bông hoa này. Bông hoa này thì có thể rút cái này, hút hút cái mật, mật ở trong này ngọt lắm. Không biết các bác nào hồi bé đó, hồi xưa có hay hút cái cú hoa này không? Bướm này vô quanh cái hoa này vì nó có mật này. Cứ nhổ cái tăm này ra này và hút là có mật ở dưới. Các bác nhìn màu đỏ rực sướng. Đây này, đây cũng là một phương án này. Như em vừa nói đấy, là cái dòng này, dù bé đến đâu cứ có cây là có hoa, nở hoa đến chết thôi đấy. Đấy, bé tí này lên là có hoa. Thế mà trồng vào những cái chậu nhỏ thì chơi dòng siêu mini thì tuyệt vời còn gì bằng, đúng không các bác? Đấy, tháng để lưu tâm các bác. Hôm trước em đào một cây hay lắm, nhưng mà kỷ niệm một bác trong hội cây rồi. Đấy, hoặc là các bác chơi theo kiểu mà có những cái chậu nó bằng cái chén này, thả cái hạt này vào, thả cái hạt này vào, cái quả này vào, một thời gian nó lên là cứ nó lên được tầm nhú này là nó có hoa luôn, kinh khủng lắm. Trời rất phê. Đang muốn kiếm một cây nó vừa siêu nhỏ nhỏ mà lại gốc nó to. Thử xem cái này. Cây này cũng được nhưng mà hơi bị nghèo nàn. Đây này các bác, đây là cũng là một cái cốt rất hay này. Bé tí này, này rất bé, rất lùn mà lại nhiều tán rậm. Chỉ độ găng tay thôi, găng tay hoa chi chít này. Đó, hoa này, hoa như lửa này. Chơi này để vàn cái bàn uống nước thì cần gì nữa thì các bác. Đây, bên này nữa đang phun hoa những cái lọc được. Xem bên này này. Cây này, cây này nó cũng mọc lên một cái keo, nó mọc rồi, có thể đào được. Có vẻ như gốc to đấy các bác, gốc to đấy. Đây này, có vẻ gốc to đấy. Đấy, dễ to chưa? Cũng to đấy. Gốc to đấy. Đây, thôi đào bên này các bác nhé, đào bên này lên xem có ăn thua chưa. Mình về lấy đồ nghề ra để đào với nhá, chờ lần chờ em tí nhá. Rồi em mang cái cuốc chim này ra thì mới bật được cái gốc kia. Vấn đề là đào như nào để có thể là lấy được cái mảnh gốc kia ghép vào mà cái cây này vẫn sống bình thường. Vì đào những cái cây nó nhỏ nhỏ bằng ngón tay đổ lại kia nó dễ lắm, mà đào cái to này là dễ, nó dài rộng. Để bật lên lên các bác nhé, có ai chơi được ngay vườn nhà, tội gì đi đâu, bùa xinh lắm. Khó ăn rồi,
mà được nó lên thì rất độc đáo. Nếu mà được cả khúc này. Ôi, không ăn được rồi. Không ăn được rồi. Không ăn được cả gốc này rồi. Đứt đôi cái thân này ra rồi, thành hai cây mất rồi, trước có một cây thôi, thành hai cây mất rồi. Đây. Khổ quá, cần. Bó này nước vướng không được bầu rồi. Đất khô quá. Ba cây cơ. Ba cây. Đẹp.
không như dự kiến các bạn, nhưng mà được 3 cây trồng được này là hơi hại cây rồi. Vấn đề chuẩn bị bạc chậu đấy. Ôi, ôi nóng làm tí không thở này các bạn nhé. Xem qua đây và mang về chậu. Cây thứ nhất nó dính vào nhau đấy bác, đây này nó gãy bị vỡ cái đoạn này. Đấy. Dám mà lấy được kia, cẩn thận lấy được cái gốc kia nó ôm vào. Không ngoáy cẩn thận thì không được. Này rất to. Rất to. Cái này thì rất nghệ thuật. Đấy. Đấy. Để trồng nó nhá. Trồng nhá. Cho vào ba cái chậu rách các bác. Nhìn lôi thôi đâu, nhìn nó lôi thôi thì giờ chủ yếu là để sống nữa, ổn định chậu sau rồi thay chậu thì tính tiếp. Nên là nhìn cũng chẳng có chậu đẹp mà trồng chứ con. Đấy, ví dụ cái cô cây này cốt là cũng được đấy, sau rồi cắt đi được cái đoạn thân này nó ngoài trái đấy. Đấy, hoa quả xùi xuề. Tất nhiên là có khi chơi những cây cây như tôi nói vừa nãy bác là mini á, nhỏ hơn ngón tay ấy, nhưng nó thấp ấy, nhưng mà vấn đề là mình phải thừa được ít chậu ngon, mà cái dòng đấy thì trồng thì cũng phải chăm chút đấy, chậu bé mà ít đất thôi, mùa nắng nóng thì dễ hữu lắm. Chơi cây này, chơi cây này thì lúc đầu định bật cả cái gốc cây kia lên, sau rồi cho một cái chậu to, coi như vẫn đang bám một gốc cây nhưng mà không thành. Ok, đất cằn cỗi đấy, lại mình cũng đào vội ẩu ẩu. Cái cơ bản là cái cây này nó chỉ có đè lên cái gốc ấy thôi, chứ không ăn vào cũng khó dính vào, không có dễ lắm đấy. Thì thôi, coi như giải trí cuối tuần đào được ba cái cây hoa, sau này thì làm lệ làm dáng sau cây nào có hoa thôi. Ông bé bé này là triển vọng nhất này, rất quái đấy. Đoạn dưới em vùi đi rồi, sau để chơi ra mấy cái lộc này là sắp sao hòa cho này. Mô đơn nó cũng khá dễ sống, yên tâm khá dễ sống, thiết trò bóng mát tí là được. Này cho ba cái chậu rách nhìn thôi hơn nhau tấm áo manh quần để các em nó mặc, em mặc này thôi thôi đó. Rồi quan trọng là nhìn cái tương lai đó. Xin cảm ơn các bác theo dõi nhé, tí này trò bản đấu còn làm kìa, trò mát các bác nhé.